đây nè. Mấy con đó, sao con mày hả? Bắt con chim đi, bắt con chim đi. Leo lên ngồi cho nó chở đi đi. Làm cái bay đó. Ừ. Mê lắm. Đó. Con chim đeo máu. Leo lên lưng nó ngồi. Nó chở con bay. Bay đó. Chỗ trước Tuấn đang đưa vô cái chỗ mà để ta đóng phim gì đó. À hả? Phải đây không? Thằng Tuấn đi nó khóa chỗ này lắm. Nó ra đây bắt cua không à? Như 1-2 giờ khuya ảnh đâu có ngủ đêm đâu. Là cứ 1-2 giờ khuya ảnh bò vậy nó rượu chạy ra ngoài đây câu cua. Hả? Cua. Cua mấy cua đá. Mình đi lên trên này nè. Mình đi lên trên này đi qua cái vòng cung nè. Giờ đang quay phim á. Đứng hết trước bãi cỏ nè là làm tấm đi. Hả? Có biết chỗ nào bán cua bán đồ biển không? Ra gì? Cua gì? Cua gì? Phương nói dẫn đi ra đây đào. Rồi ở trên này Phương chúng ta đi đào lên thôi. Cái này đào, đào chứ mẹ. Ngon cái chỗ này ngon. Đứng đây nè, đứng đây nè. Chúng ta chụp ra thấm ở đây bây giờ. Chúng ta đi lên trên.